Xin kính chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Như vậy là sau một thời gian chờ đợi thì ngày hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2022 thì chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ C của bên nhà Toyota, đó là chiếc xe Corolla Altis, đã về tại thị trường Việt Nam. Và bên phía Toyota cũng đã công bố cái mức giá bán của từng phiên bản mẫu Altis mới nhất năm 2022. Altis năm 2022 của bên phía Toyota sẽ là một chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan các bạn nhé. Nhập khẩu Thái Lan, không còn là sản xuất lắp ráp trong nước nữa, mà đây sẽ là một dòng xe nhập khẩu tại Thái Lan và sẽ được phân phối ra thị trường. Sẽ có 3 phiên bản để các bạn có lựa chọn. Đó là bản 1.8G các bạn ạ. Bản thứ hai là bản 1.8V. Bản G và bản V này sử dụng động cơ xăng. Và có một thêm một phiên bản nữa, đó là bản 1.8HV. Bản 1.8HV là bản lai giữa động cơ xăng và động cơ điện. Đây là phiên bản hybrid, tương tự như chiếc xe crossover trong phân khúc cỡ C của bên Toyota. Đó là chiếc xe Toyota Corolla Cross, đều sử dụng động cơ 1.8 và đều có 3 phiên bản: bản G, bản V và bản HV. Với cái mức giá lần lượt của từng phiên bản như sau: bản 1.8G sẽ được công bố với mức giá là 719 triệu, bản 1.8V với mức giá là 765 triệu và bản 1.8HV Hybrid với mức giá là 860 triệu các bạn ạ. 860 triệu đấy. Đấy là 3 mức giá về cái dòng xe sedan nhập khẩu của bên phía Toyota này. Và trước mắt các bạn đây, đây là chiếc xe Corolla Altis bản 1.8V, bản động cơ xăng các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chữ 1.8V được ốp mạ chrome chưa ạ? Bản 1.8G thì hiện tại chưa về đại lý. Đại lý đang có sẵn là bản 1.8V và bản 1.8HV. Đấy, bản hybrid. Video này thì TopKVN đầu tiên sẽ là cập nhật cái mức giá lăn bánh của cái dòng Corolla Altis này để anh chị chúng ta cân đối cái mức tài chính. Nếu như những các bạn nào mà chúng ta đang có kế hoạch và lựa chọn tìm hiểu về cái dòng xe Altis này, đang chờ đợi về cái dòng xe này, thì chúng ta thử xem cân đối với cái mức giá lăn bánh nó có phù hợp với cái tầm tài chính mà các bạn đang định bỏ ra hay không. Và mình cũng xin nói qua những cái đặc điểm thông số kỹ thuật của mẫu Corolla Altis năm 2022 này để anh chị chúng ta có thể nắm một cách sơ lược nhất, một cách là nhanh nhất. Đầu tiên là cập nhật giá bản 1.8G công bố là 719 triệu. Vì đây là một dòng xe nhập khẩu cho nên chúng ta sẽ không hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe này. Vậy thì ở tỉnh tính thuế là 10%, Hà Nội là 12%. Bản 1.8G 719 triệu thì lăn bánh ở tỉnh là 795 triệu đồng. Ở Hà Nội sẽ là 830 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 815 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 795, Hà Nội là 830 và thành phố Hồ Chí Minh là 815 với bản 1.8G. Đây là một dòng xe nhập khẩu Thái Lan các bạn nhé, nhập khẩu Thái Lan. Nếu các bạn mà muốn mua trả góp bản 1.8G này thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu ở đây mình tính sẽ là 220 triệu, Hà Nội sẽ là 255 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 240 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 220, Hà Nội là 255 và thành phố Hồ Chí Minh là 240 với bản 1.8G chiếc xe Corolla Altis. Sang cái phiên bản cao hơn là bản 1.8V, cũng chính là cái phiên bản mà trước mắt các bạn đây. Các bạn nhìn cái không gian nội thất bên trong, các bạn nhìn có giống chiếc xe Toyota Cross đúng không ạ? Rất là giống. Vì đây chắc chắn là mình nghĩ là vẫn sử dụng động cơ 1.8 tương tự như nhau. Ngoài ra thì những cái option từ vô lăng rồi đến kiểu dáng thiết kế về cái màn hình giải trí, màn hình trung tâm, hệ thống điều hòa rất là giống nhau. Hệ thống điều hòa vẫn là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập các bạn nhé. Điều hòa tự động trước mắt các bạn đây. Quay trở lại với cập nhật giá bản 1.8V thì nhà máy công bố là 765 triệu. Thì với phiên bản này, nếu như lăn bánh ở tỉnh, chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là 845 triệu đồng. Hà Nội là 880 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 865 triệu đồng các bạn nhé. 1.8V đấy, tỉnh là 845, Hà Nội là 880 và thành phố Hồ Chí Minh là 865 với chiếc xe Corolla Altis bản 1.8V. Nếu anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua trả góp bản 1.8V thì sao ạ? Ở tỉnh chúng ta sẽ cần chuẩn bị tối thiểu 235 triệu, Hà Nội tối thiểu là 270 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 255 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 235, Hà Nội là 270 và thành phố Hồ Chí Minh là 255 để có thể là lăn bánh được theo phương án trả góp chiếc xe 1.8 bản V. Đó là bản thứ hai. Thế còn sang cái phiên bản thứ ba là phiên bản HV, bản hybrid lai giữa động cơ xăng và động cơ điện với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ là tối ưu.
Thì với trong cái tình hình xăng mà tăng cao như này thì động cơ hybrid đang là một cái sự lựa chọn rất nhiều của nhiều người. Đặc biệt là ví dụ như chiếc xe Cross trong thời gian vừa qua, động cơ hybrid là một tự nhiên có doanh số đẩy lên rất là cao các bạn ạ. Bản HV này mức giá sẽ là 860 triệu. Đấy, 860 triệu thì mình tính năm nay ở tỉnh 950 triệu đồng, Hà Nội là 986 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 970 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 950, Hà Nội là 986 và thành phố Hồ Chí Minh là 970 để lăn bánh được chiếc xe hybrid của Coratis các bạn nhé. Nếu các bạn mà muốn mua trả góp thì sao ạ? Ở tỉnh chúng ta sẽ cần chuẩn bị tối thiểu 261 triệu. 261 triệu là tỉnh, Hà Nội là 298 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 281 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 261, Hà Nội là 298 và thành phố Hồ Chí Minh là 281 để lăn bánh được động cơ hybrid máy 1.8 của chiếc xe Coratis này. Đó là mức giá của 3 phiên bản Coratis, phiên bản mới nhất, model mới nhất, xe nhập khẩu Thái Lan các bạn nhé. Nhập khẩu Thái Lan là một cái điểm mà mình cũng thấy rất là ưng ý, ưng tai. Tuy là đương nhiên mức thuế thì nó không được ưu đãi rồi, nhưng mà những cái chiếc xe mà nhập Thái Lan bao giờ mình thấy cũng rất là đẹp, chỉn chu. Thế còn bây giờ về những cái đặc điểm cơ bản về thông số kỹ thuật của Altis mới này thì dài, chiều dài của xe sẽ là 4630, chiều rộng là 1780 và chiều cao là 1455mm các bạn ạ. Tương tự như chiếc xe phiên bản cũ, nó cũng không xê dịch nhiều. Chiều dài cơ sở thì vẫn giữ nguyên là 2700mm. Chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên là 2700mm, tương như tự như phiên bản trước. Khoảng sáng gầm xe thì với hai phiên bản động cơ xăng thì có khoảng sáng gầm xe là 128mm. Thế còn phiên bản hybrid nhá, khoảng sáng gầm xe sẽ là 149mm các bạn ạ. 149mm với cái phiên bản hybrid và 128 là hai phiên bản động cơ xăng. Đấy, bản hybrid sẽ khoảng sáng gầm xe sẽ tốt hơn, công suất sẽ là 138 mã lực các bạn nhé. Ngoài ra nữa thì những cái tính năng cơ bản mình xin phép là nói qua như sau. Cả 3 phiên bản đều được trang bị đến 7 túi khí nhé. 7 túi khí, bản 1.8V và bản hybrid chúng ta sẽ có đến 6 cảm biến. Còn bản thấp nhất là bản 1.8G chúng ta chỉ có 2 cảm biến thôi các bạn ạ. Đấy, ngoài ra chúng ta đều được trang bị một cái màn hình trung tâm, màn hình hiển thị trung tâm là 7 inch, rồi là màn hình giải trí với kích thước là 9 inch các bạn nhé, kết nối thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Bản 1.8V và bản 1.8HV, hai bản cao nhất, chúng ta sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Bản thấp nhất là bản 1.8G chỉ là điều hòa một vùng các bạn nhé. Tất cả các phiên bản của chiếc xe Coratis bản mới này, ghế đều là điều chỉnh điện 10 hướng các bạn ạ. Đều là điều chỉnh điện 10 hướng, ghế đều là ghế da các bạn nhé. Ghế sẽ đều là ghế da. Với phiên bản 1.8V và bản 1.8HV, hai phiên bản cao cấp nhất, chúng ta gương chiếu hậu sẽ là gương chỉnh điện và có cụp gương tự động các bạn nhé. Riêng với bản hybrid thì chúng ta có cả tính năng tức là tự cụp khi mà lùi xe các bạn nhé, có tự cụp khi mà lùi xe. Còn với phiên bản 1.8G thì chúng ta sẽ chỉ có tính năng đó là chỉnh điện thôi, chứ không có cụp gương tự động đâu anh em ạ. Về công nghệ đèn thì với bản cả 3 phiên bản sẽ đều sử dụng là đèn LED luôn cho anh em nhé. Cả 3 phiên bản đều là sử dụng đèn LED luôn. Với bản 1.8G, mâm sẽ là mâm 16 inch. Bản 1.8V và bản HV sẽ là mâm 17 inch các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ có những chế độ lái, chế độ thường và chế độ thể thao dành cho các bạn. Đó là những cái thông tin về giá, mức lăn bánh của cái mẫu xe mới nhất sedan cỡ C của bên nhà Toyota trong cái video ngày hôm nay mà Tuka VM cập nhật cho anh em, cùng với những cái thông số kỹ thuật cơ bản nhất. Vậy thì ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số hotline của bên đại lý Toyota. Những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang phân vân, đang tìm hiểu, đang chưa chúng ta đang cần thêm một cái thông tin gì một cách cụ thể nhất thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp để chúng ta có thể là nhận được những cái thông tin cũng như là báo giá tại thời điểm lấy xe, đang có kế hoạch lấy xe, cũng như là những cái chương trình về quà tặng khi mà lấy về Coratis. Các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp. Ở miền Bắc thì chúng ta hãy gọi cho ở miền Bắc, ở miền Nam thì các bạn hãy gọi ở miền Nam. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý chị các bạn trong những video lần sau của Tuka VN. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh, và Tuka VN cũng sẽ ra các video chi tiết cả 3 phiên bản của Altis để anh chị cho em chúng ta có thể nắm được. Xin chào.